bài kinh số 67 Kinh Chatuma Chatuma Sutta 157 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở tại Chatuma Trong rừng Amalaki Kha Lưu Lạc Lúc bấy giờ khoảng 500 tỷ kheo Do Sariputta và Mokalana dẫn đầu cùng đến Chatuma để ý kiến Thế Tôn. Và các tỷ kheo mới đến, chào hỏi các vị cựu trú tỷ kheo. Trong khi các sàn tòa được sửa soạn và y bác được cất dọn, các tiếng náo động ồn ào khởi lên. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Ananda. Này Ananda, các tiếng náo động ồn ào kia là các tiếng gì? thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh giành cá với nhau. Bạch Thế Tôn, đó là khoảng 500 tỷ kheo do Sariputta và Mughalana dẫn đầu đã đến Chatuma để ý kiến Thế Tôn. Và các tỷ kheo mới đến chào hỏi các vị cựu trú tỷ kheo. Trong khi các sàn tọa được sửa soạn và y bác được cất dọn, các tiếng náo động ồn ào khởi lên vậy này ananda hãy nhân danh ta bảo các tỳ kheo ấy bậc đạo sư cho gọi các tôn giả thư vân bạch thế tôn tôn giả ananda vâng đáp thế tôn đi đến chỗ các tỷ kheo ấy sau khi đến nói với các tỷ kheo ấy như sau bậc đạo sư cho gọi các tôn giả thư vân hiền giả các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói tới các tỷ kheo ấy đang ngồi một bên. Đầy các tỷ kheo, các ông có nghĩ chăng? Các tiếng náo động ồn ào, thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh giành cá với nhau. Bạch Thế Tôn, đó là khoảng 500 tỷ kheo do Sariputta và Mughalana dẫn đầu đã đến Chatuma để ý kiến Thế Tôn và các tỷ kheo mới đến chào hỏi các vị cựu trú tỷ kheo. Trong khi các sàn tọa được sửa soạn và y bác được cất dọn, các tiếng náo động ồn ào khởi lên. Hãy đi này các tỷ kheo, ta đuổi các ông, các ông chớ có ở gần ta. Thưa vân, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân binh hữu hướng về Ngài. Sau đó dọn dẹp lại sàn tọa, cầm lấy y bác rồi ra đi. 158 Lúc bấy giờ, các thích tử trú ở Chatuma đang hội họp tại giảng đường vì một vài công vụ. Các thích tử trú ở Chatuma đang thấy các tỷ kheo ấy từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền đến gặp các tỷ kheo. Sau khi đến, bèn nói như sau. Nay chư tôn giả đi đâu? Chư huynh, chúng tỷ kheo bị thế tôn đuổi đi. Chư tôn giả hay ngồi lại một lát. Chúng tôi có thể làm cho thế tôn vui lòng. Thưa vân, chư huynh các tỷ kheo ấy vâng đáp các thích tử trú ở cha tu ma rồi các thích tử trú ở cha tu ma đi đến chỗ thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên sau khi ngồi xuống một bên các thích tử trú ở cha tu ma bạch thế tôn bạch thế tôn thế tôn hãy hoan hỷ với chúng tỷ kheo bạch thế tôn thế tôn hãy tiếp đón chúng tỷ kheo Bạch Thế Tôn, ví như trước kia, chúng tỷ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ. Cũng như vậy, mong này Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân tỷ kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong Pháp và luật này. Không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Ví như Bạch Thế Tôn, các hộp giống cây nếu không được nước chúng có thể đổi khác chúng có thể biến dạng cũng vậy bạch thế tôn ở đây có những vị tân tỷ kheo xuất gia chưa được bao lâu vừa mới đến trong pháp và luật này không được ý kiến thế tôn họ có thể đổi khác họ có thể biến dạng ví như bạch thế tôn con bê nếu không được thấy con bò mẹ chúng có thể đổi khác, chúng có thể biến dạng. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, ở đây có những vị tân tỷ kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp và luật này. Không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỷ kheo bạch thế tôn vì như trước kia chúng tỷ kheo đã được thế tôn giúp đỡ cũng như vậy mong này thế tôn hãy giúp đỡ chúng tỷ kheo 159 rồi phạm thiên sampati ta bà chủ với tâm của mình biết được tâm thế tôn như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng như vậy, Phạm Thiên biến mất ở Phạm Thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sahampati đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỷ kheo bạch thế tôn ví như trước đây chúng tỷ kheo đã được thế tôn giúp đỡ cũng vậy mong nay thế tôn hãy giúp đỡ chúng tỷ kheo bạch thế tôn ở đây có những tân tỷ kheo xuất gia chưa được bao lâu vừa mới đến trong pháp và luật này không được ý kiến thế tôn họ có thể đổi khác họ có thể biến dạng ví như bạch thế tôn các hộp giống cây nếu không được nước chúng có thể đổi khác chúng có thể biến dạng cũng vậy bạch thế tôn ở đây có những vị tân tỷ kheo xuất gia chưa được bao lâu vừa mới đến trong pháp và luật này không được ý kiến thế tôn họ có thể đổi khác họ có thể biến dạng ví như bạch thế tôn con bê nếu không được thấy con bò mẹ nó có thể đổi khác, nó có thể biến dạng. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn. Ở đây, có những tầng tỷ kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong Pháp và luật này. Không được ý kiến Thế Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia chúng tỷ kheo đã được thế tôn giúp đỡ cũng như vậy mong nay thế tôn hãy giúp đỡ chúng tỷ kheo 160 các thích tử ở chatuma và phạm thiên sahampati đã có thể làm thế tôn vui lòng với ví dụ hột giống và ví dụ con bê con rồi tôn giả mahamukalana bảo các tỷ kheo Chư Hiền, hãy đứng dậy, hãy cầm lấy y và bình bát. Thế Tôn đã được các thích tử trú ở Chatuma và Phạm Thiên Sampati làm cho vui lòng với ví dụ hột giống và ví dụ con bê con. Thư Vân, Hiền Giả Các tỷ kheo ấy vân đáp tôn giả Mahamukalana từ chỗ ngồi đứng dậy, cầm lấy y bát, đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên thế tôn nói với tôn giả sariputta đang ngồi một bên này sariputta ông đã nghĩ gì khi chúng tỉ kheo bị ta đuổi bạch thế tôn khi chúng tỉ kheo bị thế tôn đuổi con nghĩ như sau nay thế tôn sẽ được ít bận rộn sẽ được an trú trong hiện tại lạc chúng con nay cũng được ít bận rộn sẽ được an trú trong hiện tại lạc này sariputta hãy chờ đợi này sariputta hãy chờ đợi này sariputta chớ có để tư tưởng như vậy khởi lên nơi ông nữa rồi thế tôn nói với tôn giả mahamogalana này mogalana ông đã nghĩ gì khi chúng tỉ kheo bị ta đuổi bạch thế tôn khi chúng tỉ kheo bị Thế Tôn đuổi, con nghĩ như sau. Này Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Và nay, con và tôn giả Sariputta sẽ lãnh đạo chúng tỉ kheo. Lành thay, lành thay, Mogalana. Này Mogalana, chỉ có ta hay Sariputta và Mogalana mới có thể lãnh đạo chúng tỉ kheo được. 161 Rồi Thế Tôn cho gọi các tỷ kheo Này các tỷ kheo Có bốn điều đáng sợ hãi này Chờ đợi những ai lội xuống nước Thế nào là bốn? Sợ hãi về sóng Sợ hãi về cá sấu Sợ hãi về nước xoáy Sợ hãi về cá dữ Này các tỷ kheo Bốn điều đáng sợ hãi này chờ đợi những ai lội xuống nước. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn điều đáng sợ hãi này. Ở đây, chờ đợi những người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sống, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. 162 và này các tỷ kheo thế nào là sợ hãi về sống ở đây này các tỷ kheo có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình vị ấy suy nghĩ như sau ta bị sanh già chết sầu bi khổ ưu não áp bức bị khổ áp bức bị khổ chi phối tuy vậy ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uổng này khi được xuất gia như vậy vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy khuyên giáo ông cần phải đi ra như vậy ông cần phải đi về như vậy ông cần phải ngó tới như vậy ông cần phải ngó quanh như vậy ông cần phải co tay như vậy ông cần phải duỗi tay như vậy ông cần phải mang y tăng già lê mang y bác như vậy vị ấy suy nghĩ như sau trước kia chúng ta chưa xuất gia chính chúng ta giảng dạy khuyên giáo người khác những người này giống như con chúng ta giống như cháu chúng ta lại nghĩ rằng cần phải giảng dạy chúng ta cần phải khuyên giáo chúng ta vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục như vậy này các tỷ kheo, người này từ bỏ sự học tập và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về sống. Này các tỷ kheo, sợ hãi về sống là đồng nghĩa với phẫn não. 163 Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về cá sấu? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình vị ấy suy nghĩ như sau ta bị sanh già chết sầu bi khổ ưu não áp bức bị khổ áp bức bị khổ chi phối tuy vậy ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này khi được xuất gia như vậy vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy khuyên giáo ông nên nhai cái này ông không nên nhai cái này ông nên ăn cái này ông không nên ăn cái này ông nên nếm cái này ông không nên nếm cái này ông nên uống cái này ông không nên uống cái này cái gì được phép ông nên nhai cái gì không được phép ông không nên nhai cái gì được phép ông nên ăn cái gì không được phép ông không nên ăn cái gì được phép ông nên nếm cái gì không được phép ông không nên nếm cái gì được phép ông nên uống cái gì không được phép ông không nên uống đúng thời ông nên nhai không đúng thời ông không nên nhai đúng thời ông nên ăn không đúng thời ông không nên ăn đúng thời ông nên nếm không đúng thời ông không nên nếm đúng thời ông nên uống không đúng thời ông không nên uống vị ấy suy nghĩ như sau trước kia chúng ta chưa xuất gia cái gì chúng ta muốn chúng ta nhai cái gì chúng ta không muốn chúng ta không nhai cái gì chúng ta muốn chúng ta ăn cái gì chúng ta không muốn chúng ta không ăn cái gì chúng ta muốn chúng ta nếm cái gì chúng ta không muốn chúng ta không nếm cái gì chúng ta muốn chúng ta uống cái gì chúng ta không muốn chúng ta không uống cái gì được phép chúng ta nhai cái gì không được phép chúng ta cũng nhai cái gì được phép chúng ta ăn cái gì không được phép chúng ta cũng ăn cái gì được phép chúng ta nếm cái gì không được phép chúng ta cũng nếm cái gì được phép chúng ta uống cái gì không được phép chúng ta cũng uống. Cái gì đúng thời chúng ta nhai, cái gì phi thời chúng ta cũng nhai. Cái gì đúng thời chúng ta ăn, cái gì phi thời chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời chúng ta nếm, cái gì phi thời chúng ta cũng nếm. Cái gì đúng thời chúng ta uống, cái gì phi thời chúng ta cũng uống. Khi các gia chủ có tính tâm cúng dường chúng ta, những món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Hình như các món ăn ấy đang bị chặn đứng lại trên miệng. Vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàng tục. Như vậy, này các tỷ kheo, người này từ bỏ học tập và trở về hoàng tục. Được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá sấu. Sợ hãi về cá sấu, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với tham ăn. 164 Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về nước xoáy? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy suy nghĩ như sau. Ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự ở đây vị này thấy gia chủ hay con người gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỉ trong ý vị ấy suy nghĩ như sau chúng ta xưa kia chưa xuất gia đã hưởng thọ một cách đầy đủ năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỉ trong ý vì nhà ta có tài sản ta có thể vừa hưởng thọ tài sản vừa làm công đức vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàng tục. Như vậy, này các tỷ kheo, vị này từ bỏ học tập và trở về hoàng tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về nước xoáy. Này các tỷ kheo, sợ hãi về nước xoáy là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. 165 và này các tỷ kheo thế nào là sợ hãi về cá dữ ở đây này các tỷ kheo có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình vị ấy suy nghĩ như sau ta bị sanh già chết sầu bi khổ ưu não áp bức bị khổ áp bức bị khổ chi phối Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trấn để khất thực. Không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Vị này thấy ở đây các phụ nữ y phục không đoan chánh hay y phục mặc lộ liễu khi thấy các phụ nữ y phục không đoan chánh hay y phục lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị ấy. Vị này, tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học tập, trở về hoàng tục. Như vậy, này các kỹ kheo, người này từ bỏ học tập và trở về hoàng tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá dữ. Này các tỷ kheo, sự sợ hãi về cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Này các tỷ kheo, những điều này là bốn điều đáng sợ hãi ở đây. Chờ đợi những người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy.